xin kính chào các quý vị khán giả của báo Hồng Audio à, clip này à, giới thiệu đến với quý vị bạn à, một sản phẩm Premierly à, có model là Acufay E em xin lỗi là C 2420 bốn à, đây là một mẫu Premierly à, cao cấp của hãng AcuPay à, chiếc Premly này thì à, với giá xuất xưởng là 200 triệu đồng thì hiện nay tại báo Hồng Audio có một à, em siêu mẫu giới thiệu đến với quý vị bạn à, mức giá cực kỳ ổn áp à, chỉ có 125 triệu đồng thôi ạ. À, một máy đẹp xuất sắc, đã gọi là siêu mẫu thì không có một điểm chê thưa quý vị bạn. À, đầy đủ à, phụ kiện zin theo máy à, và đây là một chiếc Premier à, 4 số thế hệ mới à, có chất lượng âm thanh cực kỳ là tuyệt vời. Và à, cũng có rất nhiều những cái Uh, linh kiện kèm theo những công nghệ cao cấp bậc nhất của Accuphase được áp dụng cho chiếc Premley này. Uh, và hiện tại thì trên tay em đang cầm chiếc điều khiển của amply uh, Accuphase. Uh, em xin lỗi là chiếc Premley C2420 ở uh, chiếc điều khiển zin theo máy đây thưa quý vị các bạn. Uh, và nói chung em này thì uh, chỉ cần quan tâm về độ đẹp thôi đúng không ạ? Uh, chúng ta sẽ có tất cả là 2 3 4 5 6 7 8 9 đường vào kính thưa quý vị các bạn. Đó, có 9 đường vào tổng cộng. 9 đường vào và có hai cổng là cổng option để chúng ta có thể kết nối với uh, cổng phono hoặc là chúng ta có thể kết nối với uh, cổng uh, DAC hoặc là cổng line thêm vào. Đó là những cái option uh, dành riêng cho chiếc preamp ly này. Uh, chiếc preamp ly này đó, và đương nhiên là chiếc Premier này thì vẫn có đầy đủ các cái mạch chỉnh âm sắc ở trên máy bát uh, chép ba lăng vân vân lau uh, nớt đây là một chiếc Premier rất đẹp có sẵn hàng tại báo hồng audio với mức giá giao lưu cực tốt với anh em là chỉ có 125 triệu đồng thôi ạ à. đó một chiếc máy đẹp xuất sắc siêu mẫu mẫu uh, chúng ta có thể nhìn thấy không ạ hai bên hồi thì được thiết kế là uh, kim loại nhưng được sơn vân gỗ cực kỳ đẹp, tuyệt vời luôn, thưa quý vị và bạn. Rất là đẹp luôn. Tôi nói rằng chiếc Premley này là một chiếc Premley hoàn hảo, hoàn hảo. Đó. Các cái nút này thì em vừa rút ra để cắm thử cho nên là là em đang cất tạm đi, còn lại thì vẫn đầy đủ nha, kính thưa quý vị các bạn. Đó. một chiếc máy sản xuất tại Nhật, Đó. rất là đẹp tuyệt vời luôn. À, Premly Akufi C2420 một sản phẩm tuyệt đẹp có sẵn hàng tại Bá Hùng Audio. Đó, mức giá mới đang bán mức giá mới là 200 triệu đồng. Thì tại Bá Hùng Audio một sản phẩm siêu lướt siêu mẫu, chúng ta chỉ phải bỏ ra mức tiền là 125 triệu đồng thôi. Kính thưa quý vị bạn, đó, một được ngay một chiếc máy siêu đẹp, siêu mới như thế này. À, vâng, em cũng xin kết thúc clip tại đây. Quý vị bạn nào có nhu cầu thì em Bá Hùng rất mong muốn được phục vụ, được giao lưu. Và được quý vị và các bạn ủng hộ, liên hệ giúp em qua số điện thoại 0978 263 263. Bên em có ship COD toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.